Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Xin chào bạn đã trở lại với Real Gaming của chúng ta cùng nhau để vào đấu thứ 3 ở trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Một máy kéo dài đối với doanh trại và nó sẽ kết thúc đâu đó bên trong vườn đảo dừa 48-10 chơi. Là gì mà chúng ta đang có trong vào đấu này và đầy đủ tất cả mọi thành viên thôi. Đây là BF và đấu trước thì họ đã có tường hướng chạy bò khá ngon. Mà có thể thấy trong vườn đảo thiên đường thì những pha giao tranh thường diễn ra khá nhanh và nói chung là khá chớp nhoáng. Cho nên đó đảo sự sẽ có những cái nơi mà chúng ta được nấp hơn. Đây là 70 tn và ở vòng bảng là 70 tn tí toang. Hôm nay họ thi đấu là rất tốt, cực kỳ cơ động dành cho vị trí của 70 tn. Nó bay và đang ở trên máy bay. Đây mới là bàn đấu thứ ba của tôi. 70 tn tôi nghĩ rằng họ sẽ chọn khu vực đó là đảo dừa nơi dừng chân. Anh em mẹ dặn cân 4 PTS 74 bom như N35 này, họ sẽ đáp xuống đó là một khu dân cư. Cả nick trường cờ pẹ gấu như là Tometer, họ đã đáp xuống đó vừa này có sát rồi. Liệu rằng Thanh Xuân một chén trà và đấu này chén trà đấy có thể trở thành lý thuốc độc đấy không? Hay là Châu 18+7 thì tù đạt ba ngón với bóng anh, họ định sẽ đáp xuống vừa đảo dừa. Như vậy ở đây họ sẽ có thể sẽ đụng độ với vị trí của đối phương. Hổ GM trung đẹp dài LBHP nhân là Basil Rè và đa số đó được vượt làng thơm rồi. House Gaming có thay đổi khá nhiều những cái thành viên của mình. Như vậy hôm nay Mr. 01 không chơi. Đây là SCVG Tomix T, Dế Choát, Bim CD và Kim John. Đây là đội hình mà họ sẽ chơi, gần như họ sẽ chơi ở trong đấu trường sinh tồn sắp tới. Mà chỉ thiếu hôm nay vị trí của SCVG Tom FHT mà thôi. Vẫn đang có pha thi đấu là khá căng dành ở vị trí của SCVG. Machine lúc này và đang có mặt bên trong với thùng lũng. Lúc này thì họ và đang có một cái đường chạy bo nó khá lạ so với những gì mà họ thường hay làm. Thông thường thì Machine nó sẽ nhảy thẳng ở bên trong vực cảng lớn, nhưng mà có vẻ như họ đã muốn đánh chặn một team nào đó. Đây là OMP. Lúc này thì OMP đang chuẩn bị đụng độ Machine rồi. Vị trí đó bọn là khá gần nhau. Binsu biết được điều đó hay không? Lúc này thì Binsu ta đang nhảy ra. Binsu bị bắn mất đi cho mình, đó là 120 máu rồi. Nhanh quá, đây là thắng tình yêu đen tối. Nhưng người đồng đội mình đã có pha đẩy xuống từ vị trí của Dark Club. Crazy thì có thể làm gì hay không, bắn nhau căng đét rồi. Ôi bị toang thật sự rồi, ông giáo ạ. Lúc này thì có vẻ luôn Machine nó đã có lợi thế hơn. Machine sẽ va đẩy vào, họ đang hạ gục vị trí đối phương. Lúc này thì Binsu đã bị hạ gục, chỉ còn lại mình tình yêu đen tối mà thôi. Trước đường đời tấp nập, ta vô tình đâm vập vào nhau và OMP bị quét đi ba người. OMP còn không nghĩ được rằng là trong vực thung lũng này lại đông đến như vậy. Một pha di chuyển khá gần vào và đó là pha phàng phập căng đét và khét lẹt lẹt rồi. Và căng đét và khét lẹt lẹt thật sự rồi. Này rồi bị tình yêu đen tối, ta là người duy nhất còn lại rồi MP. Trốn đây, trốn ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Đây là WAG, Ray, NTN, NBC, Fame, Nhân Đạo, Đu và đang có bạn ở đây. Fordut bóng anh đã phải nằm xuống rồi. Xin lỗi, đó Full House bóng anh. Nhưng mà tôi cứ nhìn thấy Fordut, tôi nghĩ là Fordut vô lý đã bị bắn gục. Đối phương đứng ở phía trên đó và cảm đến vị trí của Thanh Xuân. Thanh Xuân thì như một chén trà, Ray thì cụ tứ anh ta đã bị disconnect, ta đang đứng im rồi. Đây là MAMIC thì bỏ mẹ GK rồi. Hôm nay GK toàn thật sự rồi. Đây là cụ tứ toàn thật sự rồi. Cụ tứ đứng ở bên trong nhà, đối phương đứng ở trên nóc nhà mà cụ tứ không biết. Mà MC như LBG sẽ làm gì ở đây? Cụ tứ bây giờ cũng đến với chiếc của bé gấu. Vâng, toàn rồi. Hôm nay 70 tn đã quét sạch vị trí của Full House. 70 tn hôm nay đang thi đấu là rất hay. Đó là TN2K, KN1, Julius cũng như là N2K và liên tục đó và cũng đến với chiếc của 70 tn. Vâng, thi đấu quá ghê, đội bán dê đi. Hôm nay 70 tn đang có nó mình những cái mạng hạ gục là rất quan trọng, họ sẽ có thể tiến lên vị trí top 1 chung cuộc trong ngày hôm nay. Trở lại diễn biến ván đấu chúng ta lúc này, đây là mẹ cạn cân 4 PTS 74 bom nhờ N35 và lúc này thì đang có mặt ở bên ngoài của nhà máy điện Thanh Xuân Cà Đích. Trường cờ pẽ gấu nhờ Tometer, họ đã có mình hai pha thi đấu là rất tốt, bắt bài vị trí hai thì việc ở GK. Anh em 35 có mình mạ gục đầu tiên của họ trong ván đấu này. Lúc này thì đối phương đang có ba gì chuyển sang thế rồi, đôi giày đụng độ nhau rồi. Gây án nó ngay lập tức bỏ chạy ngay. Rồi anh em bom bên ta đang xây vị trí đối phương. BF Marine có mình mạ gục rồi, mẹ sẵn gần 4 đang chơi. Mà anh em phụ tử số 74 đang đẩy vào. Đây là anh em bom. Bom đang quay tay hồi lại được bình lượng máu. Đây là PTS 74, anh ta sẽ qua đẩy vào đất bình. Ôi vừa đã là tờ bóng kẹo chắn đi sát thương, sẽ qua lùa vào đến vị trí PTS 74. Đây anh em mẹ sẵn gần 4 vẫn đang được bắn rồi. Bom đang bị mất đi được mình đó, vẫn nửa lượng máu. Bom vẫn đang được sấy rồi. Bom vẫn đang bắn là khá căng. Đây là mẹ sẵn gần 4. Và liệu ra anh ta có để lùa được vị trí BF hay không? Vẫn đang đẩy ra, nhưng tôi thấy là PTS 74 anh ta đã phải nằm xuống rồi. Mẹ sẵn gần 4 đang được bắn, nhưng mà đối phương không ổn rồi.
ơi, không ổn rồi, nó mày mạnh sang bốn, người ta đang khá đơn đâu. Và tôi nghĩ rằng BF sẽ có bạ cùng trong tình huống này. Đây là Marin đang lý ra đi vào một cựu thành viên đến vị trí WAG. Hôm nay thì BF đang đẩy vào rồi, Marin đang bắn và đã hạ cùng vị trí đối phương, vẫn đang có pha đẩy ra đây rồi, đời rồi. Bố mới nhìn thấy mày, ông chết nhảy bị trượt rồi, lại còn kim tâm và thằng khác thôi, mù mắt rồi, mù mắt thật sự rồi. Kim Thu ơi, hôm nay đang pha bắn đến vị trí 9k là người duy nhất ở thì BF còn lại vào đấu này hạ cùng vị trí của anh em và quét sạch team anh em ở trong trận đấu này và lấy lại được vị trí của Marin. Một bàn thua trông thấy rồi, đó là pha mà Marin anh ta đã ghim tâm với cái thằng đang nằm ở dưới đất và đó là mạng hạ gục của đối vào vị trí của Marin. Nhưng không sao, 9k đã kịp sửa sai cho người đồng đội mình ở BF rồi. Càng đét và khét lại lại thật sự 70 tới đầu, họ đã có mặt ở bên trong vực đảo dừa, quét sạch vị trí của Full House và lúc này đó là một tình huống báo động của Full House ở trong chung kết của giải đấu sắp tới. Đây là Thanh Xuân, lúc này Thanh Xuân một chén trà hổ GM ạ của vị trí của Tometer vẫn đang được sấy rồi. House Gaming đã phát hiện là có người di chuyển ở vào khu vực này, bây giờ đang được bán. House Gaming thi đấu đang khá ghê, chung đẹp dài liên hoàn phim cũng như là ma siêu ba ngón nó sẽ có pha đẩy cho mình, đang có pha hồi lại ở bình lượng máu. Hổ GM người ta vẫn đang có pha đẩy ra và có vẻ House Gaming họ cũng sẽ không chơi với đội hình mà sẽ chơi ở trong giải đấu đó là quân đoàn chiến vào cuối tuần này. Hay LHP hôm nay đang có pha căn ke từ bên ngoài rồi, ma siêu ba ngón có pha đẩy cho mình hay không, sẽ di chuyển ngược lại bên trong vực cảng lớn. 33 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Đây là SCVG Tom XT, thế chót bim CD như là Kim Chon đang có mặt ở bên trong vực sở khí và sẽ có pha đẩy ra đến từ vị trí của SCVG hay không. Tom XT có bình mũ 3.2, dễ chót có bình mũ 3.1, bim CD có bình mũ 3.3 và Kim Chon có bình đó là mũ 2.3. Đồ đạc họ khá con lành cành đào, Ray đang đẩy về phía của cổng trời mà thôi. Bốc kit 794k, mèo bánh bèo và lâm mơ. Với sự trở lại của lâm mơ nó khác bọt ngay, và ván đấu chưa lâm mơ nó khác bọt, và này lâm mơ nó khác bọt ngay lập tức. Với mày thì ma siêu ba ngon bia cũng đến vị trí của Thanh Xuân bé gấu rồi. Và tôi phải nói Thanh Xuân bé gấu tôi là đây đang cánh tim nó khá ghê, bây giờ sẽ qua đẩy vào lùng xung với thành viên đến vị trí House Gaming. Và Thanh Xuân bé gấu qua hôm ở trước ở vòng bảng, Thanh Xuân bé gấu có cái pha gọi là cân 3 cân 4 khá kinh. Với mày thì Hổ Gaming cũng như là vị trí của Trung đẹp dài và LHP đang có mặt ở bên ngoài của cảng lớn này, và sẽ qua đẩy sâu vào bên trong vực làng gốm hay không. 32 người chơi là gì mà chúng ta còn lại trong trận đấu này. Lúc này House Gaming đang va chờ, phát hiện có một thằng ngoài ban công nó lại chui được bên trong rồi. Ở bên trong nhanh quá, mới lấy 9 máu vào rồi. Hổ GM người ta đang cố gắng tiếp cận đến khu vực căn nhà này để có thể tấn công vào. Trong khi đó Trung đẹp dài và LHP họ vẫn đang có pha thi đấu là hết sức cẩn thận. Hổ người ta vẫn đang tính toán làm sao đẩy được vị trí của Thanh Xuân. Thanh Xuân như một chén trà, lúc này Thanh Xuân đang bay đi đâu đây. Một pha chơi rất lạ đến vị trí của Thanh Xuân cả đích. À, anh ta định nhảy vào, xong anh ta định nhảy ra, hơi mất thời gian, cực kỳ công kênh và đó và đẩy vào hạ còn vị trí của Trung đẹp dài. Và thi đấu rất tính toán, mình chờ người anh ta bay đi mình khá nhiều máu rồi. Hổ anh ta phải đang chờ được bán đối với và đang kiểm soát được rất tốt trong trận đấu này. Hôm nay chỉ còn lại LHP mà thôi. House Gaming đang bị chia cách đến vị trí của Thanh Xuân. Hôm nay Hổ anh ta phải đang căn kè có thể bắn được không? Có thể pha bắn này sẽ khiến anh ta bị lộ vị trí. Thanh Xuân họ và đang có pha đẩy ra sẽ quyết định là đi ăn thịt mèo rồi. Quả này tuổi tiểu Hổ có chơi được hay không? Quả này tiểu Hổ có chơi được hay không? Này Karik trường gờ như Thanh Xuân bé gấu sẽ có pha đẩy ra. Tôi phải nói cái tình huống mà Karik anh ta sử dụng cái bay để giết đối phương khá ghê. 70 TN họ và đang có mặt ở bên trong vực đảo dừa, Ray sẽ có pha đu qua phía bên kia vực đảo dừa mà thôi. OMP và Ray hơi đen, nó chỉ còn lại mình đặng lớp. Trong khi đó thì đúng quát Ray họ đang chủ ở phía trên vực cổng trời. NTN, NPC, Fame, nhà đang cầm đu, họ đang vẫn đang có pha thi đấu là hết sức chậm rãi. DC và đấu đầu tiên có mình vị trí top 1 và đấu sau thì họ toàn khá nhanh. Đến ván đấu này họ sẽ tìm một cách nào đó để có thể tìm lại công lý cho mình. Vâng, tại sao khi mà chơi với 3 người thì ăn được top 1 và chơi với 4 người thì không ăn được top 1? Đây là Mamisi nhờ LBG mẹ và đang thủ ở phía trên vừa đập thủy điện khá đen dành cho vị trí của GK. Có lẽ hôm nay GK Mamisi anh ta sẽ không có nhiều tâm trạng để chơi, bởi vì là ngày mai anh ta phải thi hai môn. Ngày mai anh ta phải thi hai môn đó là vật lý và địa lý. Và thi hai môn lý, may còn không thi sinh lý. Đã ăn đâu một con bình mạ cùng rồi. 70 TN và đã tiếp tục con và thi đấu là rất hay. Và lúc này đang thi đấu là tốt đến với chú Ananaika. Nó bây giờ đối phương và đang được xây tích cho mẹ cầu hạ của vị trí của mẹ hồ. Phát hiện ở đối phương Ananaika có bình mạ hạ cùng rất nhanh mà hạ cùng vị trí của BF 9k rồi. 70 TN này thi đấu là rất tốt. Vòng bo đang thu lại, 70 TN đang ở nằm ngoài vòng bo. TN 2k cùng người đội mình đang có pha chia đồ là rất ghê. Vâng, phải nói rằng 70 TN ngày hôm nay vang một cái
mà một cái gọi là phong cách thi đấu nó rất là chủ động luôn và cực kỳ chủ động quan hệ đối với chữ 70 giờ. Hai ván đấu họ đều đã có một cái tốp cao rồi. Thanh Xuân pé gấu có nó bình mạ cũng từ từ rồi. Lúc này họ đang tiến sâu vào bên trong vực làng gốm. Hổ đã về nằm xuống. Lúc này thì House Gaming chỉ còn lại mình vị trí của LHP mà thôi. Càng đét và khét lẹt lẹt thật sự ạ. SMG Tom XT dễ chót bim CD nhờ Kim Tron. Họ sẽ phải tìm cách nào đó để có thể làm được ai đây. Đây là SMG lúc này họ đang có pha phòng ngự. Kim Tron này họ vánh tao không thể nào mà thi đấu hổ báo bình thường được. War Machine họ vẫn đang có mình những cái pha thi đấu là ổn. Mày được kit 79 ta đã lút được đồ. Liệu rằng có lút cho mình khẩu M79 nào hay không? Vâng, thời gian đây thì M79 nó khá hiếm. Ôi bị đắc lớp, mình ta đang còn sống và đang có pha phòng ngự ở bên ngoài vườn làng thông này. Đây là Wack và Ruby WAG. Họ vẫn đang có pha chờ và nếu như theo bình luận viên của bên Gaina ấy thì coi như là đây là team WAG. Ruby WAG và đang có pha chờ ở bên ngoài khu vực cổng chơi. Vâng, WAG nghe là hay hơn anh em nhỉ. WAG WAG nghe là hơi lạ tai. Ruby DC đã tiếp cận đến gần khu vực căn nhà gỗ ở bên trên khu vực cổng chơi này rồi. 28 người chơi. Ván đấu này có vẻ là cái team họ đã sống hơi nhanh. Vâng, ván đấu này phải nói là cái team sống hơi nhanh mà chó cũng như LBG họ đã cố gắng đẩy sâu vào làm pha chạy lên phía trên cái bờ tường thành này hay không. MAMIC và LBG sẽ di chuyển lên phía trên bờ tường thành này. Chim anh chim móc chim em như bé tư. Hôm nay đã có mặt ở bên trong vực cổng chơi mà thôi. Nó sẽ có pha đẩy vào đến vị trí của lên thì bé tư cùng với thành viên của DC. 28 người chơi thì chúng ta còn lại cho ván đấu này. Hôm nay WGNTN đã bị mất khá nhiều máu rồi. Qua ven phép là phát hiện ra rất nhiều người. Đây là NPC như là phê. Họ sẽ cần phải có pha phòng ngự là tốt. War Machine đang có mặt ở bên trong vực này. Họ phát hiện ở phía dưới có tình huống gọi hòm tính xanh. Có được chơi mình hay không? Kim Tron còn chim. Hôm nay đội mình SCG cũng đang có pha phòng ngự là tốt. Vòng bò Trarang dần dần tu vào rồi. Thanh Xuân như một chén trà. Và thời gian này Thanh Xuân lên trình rất kinh. Đặc biệt là vị trí của Kadik cũng như là pé gấu. Hôm nay Thanh Xuân pé gấu và đang pha đẩy vào. Vâng, nên pé gấu có hình mũ 33. 70 TN và đang sục xạo. Họ sẽ công vào vị trí của team nào đây? Bây giờ nhìn thấy 70 TN khác gì nhìn thấy thần chết đâu. Vâng, 70 TN thời kỳ nào cũng có mình đó là rất là nhiều những cái rất là nhiều những cái nhân tài. Vâng, tôi phải nói là 70 TN thời kỳ nào bắn khá là ghê. Đây là BF Kim Chu. Kim Chu có thể đẩy được cho mình hay không? Vâng, thực ra lúc này chỉ còn lại mình Kim Chu mà thôi. 70 TN nếu như ván đấu này họ có được mình mạng ạ gục thì sẽ có thể lấy cho mình đó là cái vị trí top 1 trong ván đấu này. Vâng, có thể là top 1 trong ngày hôm nay luôn. Vâng, các bạn tố là team Thanh Xuân bắn toàn PC ghê thật sự. Vâng, team Thanh Xuân bắn toàn PC à? Thế cả. Vâng, khán giả nói như thế rồi không biết là có chính xác như vậy hay không. Ê, Thanh Xuân Kadik trường ngờ nhận vẽ gấu này và đang có mặt ở bên ngoài với thùng lũng. LHP Gaming và đang có pha thi đấu là căng. Vâng, lúc này Thanh Xuân thì một chén trà và để xem là nếu như mà Thanh Xuân nó bắn nó PC thật thì để xem là PC có thể lên được vị trí top 1 hay không. Vòng bò chúng ta đang thu vào nó sẽ rơi vào đâu đó bên trong vực cổng trời. SCVG và đang có mặt ở bên ngoài vực cổng trời sẽ phải đẩy ở bên trong. War Machine nó đang nằm ở vị trí khá đẹp rồi. Phát hiện có nó hỏng tính xanh gác rơi xuống. WG và đang có mặt ở đây. Vị trí nấp ở WG là tương đối tối đẹp. Kama BC LBG đang đẩy vào và Ray mất đi hai người, nó cụ thứ vô lý khá sớm. Bây giờ thì sẽ là pha lái xe mở đường máu và di chuyển ở bên trong vòng bo mà thôi, nhưng chắc chắn phía trước mặt họ sẽ có người. Vâng, chắc chắn phía trước mặt họ sẽ có người và đang có ba di chuyển và nó rất nhanh đến chữ Ma BC LBG. Họ đẩy được vào thành công hay không? Họ đã di chuyển đến rất gần vị trí của DC rồi. DC sẽ nghe tiếng xe. Ma BC LBG sẽ đẩy vào. Lúc này DC họ đang di chuyển ra và đưa ra chiếc xe đến vị trí của Ma BC và đang được bắn rồi. Lúc này thì WG đã có pha thủ chặt ở đây. Liệu rằng sẽ có pha công số phía dưới của cổng trời này hay không? Càng đét và khét lẹt lẹt rồi. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Kia mình, bạn đừng quên để lại mình một like, follow được đẹp trai và được xinh gái nha. Hay là OP Duck Love, mình đã có pha di chuyển ra. War Machine đã có pha thủ chắc ở đây. 28 người chơi là những gì mà chúng ta còn lại trong trận đấu này. Vâng, thi đấu càng đét. Ôi, cái vòng bo đầu thì thấy là nó còn ít người và đến vòng bo này ở đông thế nhở. Kim Chu sẽ có pha vòng ra. Đây là 70 TN. Họ vẫn đang có pha phòng ngự chắc ở trong vực này. 70 TN có được chơi trong tình huống này hay không? Vẫn đang có pha phòng ngự là rất chặt. Lúc này 70 TN đã phát hiện đối phương rồi, đang bị đối phương sấy xuống. Lúc này anh ta có mình cái nỏ. Vâng, mất đi một chút lợi thế, mất đi một chút máu rồi. Hara này cả vẫn đang được chơi. Julius Kano One như TN IK họ sẽ pha đẩy lên được mình. Lúc này 70 TN đang là team mà đáng xem nhất ở trong trận đấu này. Kano One đang thi đấu là tốt. Người anh Xuân Kadik đang có mặt ở bên trong vực cổng trời này mới thôi. Chưa đi đâu cả. Thanh Xuân như một chén trà.
Vâng, có mấy thằng nó lại tố Thanh Xuân chơi PC. Trở lại thì bên ván đấu chúng ta lúc này vẫn đang được là những pha phòng ngự. Vâng, 28 người chơi. Quay vậy như tưởng cái vòng bo nó to mà cuối cùng bây giờ vòng bo bé vãi đái thì vẫn còn 28 người anh em ạ. Vâng, càng đét và kết lẹt lẹt rồi. War Machine lúc này bánh bèo 9T có pha phát hiện là đối phương. Anh ta đang được bắn vị trí đối phương rồi. Nhưng mà đối phương nấp con mẹ đi rồi anh em ạ. Hôm nay để kiếm cho nạ còn vị trí của trường G. Vâng, bắn PC vẫn chết à. Vâng, này đây là Karik bị giật về gấu và đang có pha phòng ngự. Karik vẫn đang có pha phòng ngự được mình mà thôi. Mà BC như là LBG bằng cách thần kỳ nào đó chui vào bên trong căn nhà ma. Hay là DC họ sẽ va đẩy vào, sẽ vòng qua phía của căn nhà ma để đẩy vào bên trong vòng bò. Vâng, mà đang thi đấu nó căng đét 26 người chơi trong một vòng bò bé vãi cả hàng của đại bàng này. Vâng, một vòng bò nó quá bé đi. 70 TN họ có thể làm được gì vào đấu này? Bởi bây giờ sẽ va đẩy vào đây là Thanh Xuân Karik. Karik thì ta mất đi khá nhiều máu rồi. Vâng, khá căng đội bán xăng. Trong khi đó bé gấu thì có mình 4 mạng, còn lúc này thì mạng anh ta không để làm gì cả. Vậy LHP của mình đã bị phát hiện ra vị trí rồi, người ta đang bị sấy và House Game mình có thể sẽ toàn trong trận đấu này. Hay là Tomix T lúc này Beam CD anh ta đã phải nằm xuống rồi. Kim cho nó có mình hai mạng đang cứu lấy nó mình người đồng đội. Hôm nay thì WM mà đang có pha sấy cho mình. Căng đét và khét lẹt lẹt NTN đã phải nằm xuống rồi, không ai cứu chứ NTN cả. Thanh Xuân Caribbean cũng đến vị trí ăn này cả. Hay là phê nhà đã cầm đu, đã cầm đu nhưng mà có một pha lao vào nhưng mà UMP làm sao mà chơi được sót gần. Và đó là bạn cũng đến vị trí War Machine. Phê đang pha đẩy vào, đây là NPC. NPC ta đã bắn gục được một người, anh ta có sót gần hạ của vị trí War Machine 4k. Hôm nay thì đang có pha đẩy vào, NTN đã bị ăn cùng đến vị trí của chim em. Phê ta đang được sấy rồi, phê bị ăn cùng đến vị trí của vòng bò. NPC bắn chết vị trí của lâm bờ. NPC sẽ di chuyển ở bên trong, NPC đang bị bắn đến thành viên của GK rồi. Hôm nay thì phê ăn cùng vị trí của Beam CD. NPC không nhảy được qua, NPC đang bị bỏ đốt. NPC đã bị ăn cùng đến vị trí của bốc kim 79 rồi. Liên tục có và cùng 3PC ăn cùng vị trí của bốc kim 79. Càng đét và kết lên lại thật sự hay thành viên của GK. Họ đang cố gắng vùng vẫy ở trong căn nhà này. Hôm nay DC đang cố gắng đẩy vào. DC và đang thi đấu là rất tốt. 70 TN họ vẫn đang thi đấu là ổn. Hai thành viên 70 TN đã chui vào bên trong bò. Julius và HDK đang hồi lại được bình lượng máu. LBG đã bị nằm xuống và GK bị quét sạch đến vị trí của DC. Kim Tròn bắn chết ở vị trí của chim anh. Kim Tròn anh đang được chơi. Kim Tròn đang giết rất nhiều người. Kim Tròn có mình 5 mạ gục. Kim Tròn đã bắn rồi. Kim Tròn sấy ở vị trí đối phương. Kim Tròn đã từ bó keo. Anh đang outplay thành viên của DC. Ray dễ chọn được Tomix T đang làm gì. Tomix T bắn gục được một người. Ray sẽ có pha đẩy ra. Tomix T đang được bắn rồi. Còn được vị trí lên thì bé tư. Lúc này câu chuyện chúng ta chỉ là 70 TN cũng như là vị trí SCG mà thôi. Lúc này SCG Kim Tròn ta đang có biết ở bên ngoài có nhiều người hay không. Kim Tròn đang di chuyển rất linh hoạt. Lúc này 70 TN sẽ có pha công vào, đã phát hiện vị trí đối phương rồi. Lúc này 70 TN anh ta đang bắn bên đối phương chưa chết. Anh ta đang bị vòng bò đốt. Lúc này đối phương đang từ bóng kèo đéo cho vị trí 70 TN vào. 70 TN họ đã phải nằm xuống. Dễ Tròn ta có mình mạ gục. Kim Tròn sấp rồi. Dễ Tròn sấp rồi. Còn lại mình Tomix T đã bơm máu mà thôi. Tomix T bơm máu ngoài vòng. 70 TN sẽ có mình top 1 thứ hai chúng ta trong ngày hôm nay. Vâng, phải nói 70 TN họ chơi căn bò quá kinh luôn. Vâng, 8 mạng hạ gục và 70 TN có mình top 1 thứ hai liên tiếp ở trong ngày hôm nay. Vâng, 70 TN và cả một cái tên gì đó nó quá ghê. Hôm nay phong độ thi đấu nó ra rất tốt và đó là top 1 thứ hai cho 70 TN trong ngày hôm nay và khả năng rất cao là 70 TN hôm nay sẽ có mình chức vô địch rồi. Vâng, 70 TN quá kinh đội bán tờ ring. Vâng, quá căng đội bán xăng. Và trong tình huống cuối cùng thì SCG Kim Tròn và Dế Tròn xử lý là rất tốt. DC hôm nay họ đã có một ngày thi đấu là hết sức tuyệt vời. Vâng, khá hay. Vâng, khá hay luôn. Và đó là ván đấu thứ 3 của chúng ta trong ngày hôm nay.